Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm sao để chia một chai thuốc Gondra chuyên để trừ rầy và rệp. Một chai Gondra này có khối lượng là 81 gram, dành cho một bình 16-18 lít, thì có nghĩa là nó sẽ được rơi vào từ 6 bình thuốc 16-18 lít. Đây thì chúng ta sẽ được nhìn thấy đây là thân chai thuốc này, thuốc trong chai này, và đây là nắp này. Đấy, cái nắp này thì chúng ta sẽ có cái nắp chai này sẽ được thiết kế gồm hai phần. Phần này, cái phần bên dưới này, phần ngón tay cái tôi sẽ được gọi là cái phần thân dưới của cái nắp chai. Còn cái phần viền này thì người ta sẽ gọi là thân trên. Chúng ta sẽ cần phải định nghĩa rõ cái phần thân nắp này để khi chúng ta chia thuốc thì nó sẽ rõ ràng hơn trong việc chúng ta dễ dàng trong việc chia thuốc. Thì ở đây là chai thuốc, là chúng tôi đã mở cái phần bên trên, là có một phần miếng bao bì là để bảo vệ và chống ẩm cho thuốc. Chúng tôi đã vừa bóc cái phần này ra rồi. Bây giờ ta sẽ chia dành cho bình 16-18 lít. Thì với mỗi lần chia thuốc thì cứ một bình thì chúng ta sẽ làm sao mà đổ thuốc cho nó được đầy cái phần miệng của cái phần thân dưới của nó, cái phần thân dưới của cái nắp này. Đây, như các bạn đã nhìn này. Sao đổ đổ lên ngọn là bằng cái nắp trên này được. Đây. Đây, chỉ một khoảng như này là vừa. Dành cho bình thuốc con ra. Đó, là một bình. Mình tiếp theo. Đây, bình thứ hai cũng vậy. Thuốc Gondra là cái đặc điểm nó không có mùi, nên là chúng ta có thể chia thoải mái mà không sợ là bị tình trạng mà bị say thuốc. Đó, bình thứ ba. Bình thứ tư. Bình thứ năm. Chúng ta chỉ cần chia cho nó lên trên miệng nắp thân dưới của nó là được. Đây, cái nắp thôi đây. Bình thứ năm và bình cuối cùng, bình thứ sáu. Đó. Bình thứ sáu là còn dư một tí thuốc này. Với cách chia này thì sẽ luôn đảm bảo chúng ta rằng là một nắp chúng ta sẽ có khối lượng thuốc trong mỗi bình là từ 12,5 cho tới 13,5 gram cho bình thuốc 16-18 lít.